khách này. Em sẽ mở thử file của anh nha, để em sẽ xem file anh nó bị mắc cái lỗi gì. Thế là cái file này của anh, cái trần nó đang bị hơi lố. Cái trần nếu mà làm cái này, cái trần này ở ngoài đời thực người ta không phải trần này đúng không? Ở ngoài đời thực thì người ta đâu phải cái trần này đâu. Thực chất cái trần như này, thực chất cái trần của anh em đã định nói là cái trần này sai rồi. Đây. Em bảo anh một cái mẹo luôn nhé. Đây, khi mà chúng ta lựa xét một góc cam á, hay là chúng ta làm việc trong cái môi trường này, em thấy thấy cái chùi đèn hay cái đường line của cái bài mình đang dẫn đang đậm đúng không? Đang đậm đúng không anh? Thì chúng ta sẽ đi làm việc trong không gian này khá là rộng lát. Chúng ta là trong cái thanh default tray này. Đó, mình phải qua phần gọi là style này, đến phần edit này. Nó có phần gọi là giảm cái nét của nó này, cắt bỏ cái này đi. Thì cái bài mình nó được cắt, nó giảm đi một nửa cái nét này. Thấy chưa? Nó giống như cái phần gọi là outline trong Enkit đấy. Đó thì mình tắt bỏ cái phần profile đi thì cái bài mình nó anh nhìn nó sáng sủa hơn bao nhiêu đúng không anh? Đó, di chuyển nó nhẹ nhàng đúng không? Được chưa? Rồi, thứ nhất đầu tiên mình bể và chỉnh sửa cái này thì bao giờ em sẽ không chỉnh sửa, khi mà em sẽ không chỉnh sửa gọi là xóa bỏ từng tí đâu, em sẽ xóa bỏ hết cái trần này luôn để mà mình sẽ setting lại những ánh sáng đó. Đây anh muốn sẽ làm một cái ánh sáng trong không gian ban đêm này được. Này anh thấy bức tường nữa đó, thì hôm nay học được xong cái bài này anh hiểu luôn rồi đúng không? Đó, bây giờ em sẽ nói chung là cái bức tường này thì em thấy là đang bị hơi fail. Xóa bỏ nhé, sẽ làm lại. Sẽ xóa bỏ, sẽ làm lại cái bức tường. Không thích bức tường này nữa. Nói chung là bức tường đấy nó à cái trần đấy. Xin lỗi, cái trần đấy. Cái trần đấy nó không được đẹp. Nói chung là nó không được đẹp, thành ra là mình không sử dụng cái bức tường này cho trần đấy nữa. Trần có rất nhiều kiểu trần mà mình có thể làm nhá. Thường cái nhà mà rộng thế thì thường người ta làm trần. Thường nếu có nhà người ta cải tạo nhá thì nó sẽ cái cột bắc qua cái trần, xong rồi trên trần nó vẽ những cái hoa văn của nhà người ta. Thường là sẽ như vậy. Còn đối với đây, cách em delete đây. Delete này cũng xài nhá. Delete này cũng xài nhá. Đó anh thấy chưa? Làm cái delete này to của bố này sao mà làm được đúng không anh? Đó, mình vào trong cái led này này, mình phải hiệu chỉnh lại này, tổng cộng này, hiệu chỉnh lại nó không cần phải to hết cái mảng không dài đâu anh ạ, chỉ cần nó thế này thôi, thì cái độ sáng cũng phản xạ ra ngoài ở đây, chỉ cần thế này thôi anh ạ. Còn nếu mà không sáng thì mình tăng cái này lên là cái nguồn sáng nó cũng đã sáng rồi. Đó, và cái cách và cái các cái tấm gỗ này thì mình cũng phải gọi là chỉnh lại cái vân gỗ cho chuẩn nhé anh nhá. Nhìn nó bài mình nó chi tiết, nó tỉ mỉ. Đấy, texture này, chỉnh lại này. Đó, hút vật liệu cái vân gỗ mình vừa chỉnh này. Mình chọn tất cả, mình đổ lại này, được chưa? Đó, đổ lại hết đi, được chưa? Cái vân gỗ mình cắt này cũng sai nhá, chúng ta sẽ phải chỉnh lại cái vân gỗ, cho đỡ cắt đi. Đó, hút lại rồi đổ lại, được chưa? Làm cái này nhiều chúng ta sẽ thấy những cái lỗ nhỏ nhỏ chúng ta sẽ khắc phục luôn chứ. Đó, được chưa? Rồi bên này là cái gì đây, bên này là cửa vào không gian khác đúng không, đóng luôn.
không không diễn tả thì anh sẽ làm như này, em bỏ cái sàn này nhé, không sử dụng cái sàn này, không thích cái sàn này, cú xuống đi, anh xài cái sàn khác đây. Ví dụ anh không muốn thể hiện cái không gian phía sau đúng không, mặt chân, mà anh chỉ cần thế này thôi, anh đóng cái tường này lại, ánh sáng nó không đi vô được, đóng cái chân này nữa này, ánh sáng nó không vô được, không đi vô được. Thì mình chỉ lắp ánh sáng ở trong cái không gian phòng khách thôi mà, đúng không? Đó, mình đóng hết tất cả các không gian nữa lại, còn tối hẳn đi. Cái không gian ngoài này thì mình là cửa ra vào mà, mình có thể đóng, có thể không, không quan trọng. Em sẽ đổi một cái mát lên sàn gạch, sẽ đổi một cái mát sàn gạch nhá. Để tôi thực hiện cho em. Đó, thường nhà người ta còn có cái mát sân tường, mát sân tường ta phải đổ một cái sân tường khoảng lên 100 nữa, đúng không anh? Sân tường khoảng 100 ta đổ lên gạch lên sân tường một chút nữa này. Đó, đó, đúng chưa? Đó, cái này là mình chân thực này. Bây giờ công đoạn chúng ta sẽ vẽ chân. Ví dụ lao lật ngược cái chân này xuống nhá, chúng ta sẽ lật à. Để đẩy cái chân này xuống đến khoảng này, chúng ta biết được khoảng nào chúng ta nên cách bọn. Đó. Thì đối với cái chân mà anh làm không gian rộng như này quá, mà thường thường cái tường này nó chỉ tới đây thôi, cái tường này nó sẽ chạm vào cái sofa đúng không anh? Đó, cái chân của mình đang bị lố rồi, đúng rồi. Không có không gian nào nó như vậy cả. Đó, chỉ như này thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta thì cái nhà này sẽ có hai trường hợp, một là chúng ta sẽ chia đôi cái chân này ra thành hai cái chân thực cấp, đó là hai chân thực cấp luôn, ví dụ là 600 đi, đó đây 600 đi, nhưng mà ở giữa này chỉ là 300 thôi, đấy, mỗi bên 300 thôi, đó chúng ta chia vào hai không gian đi, hai chân thực cấp đi, đó 600, đây em ta chia mẫu rồi nhá, ta chia mẫu rồi nhá. Trên mẫu kiểu như đa số nhà dân Việt Nam mới xây làm những chân được cấp này khá đơn giản, nhà nào cũng làm. Đấy. Còn thực tế nếu mà em xây lên thì em sẽ không làm chân này đâu. Vì không gian rộng quá thì nó cũng phải có hướng cột mà. Đó, xong chân này rồi chúng ta sẽ lắp đèn nhé. Import vào. Anh có thấy em sẽ đi đèn nó sẽ khác hẳn. Anh sẽ khác biệt luôn. Rồi. Bởi vì cái vách này nó khá là gần cái đèn, thành ra đôi khi cái đèn của mình nó sẽ chiếu vào, nó sẽ gần, quá gần sát với cái này một chút thì chúng ta sẽ phải căn chỉnh lại cái phần bên này, nó đi vào bên này sâu một tí khoảng 200 đi, đó được chưa? Đó, bây giờ mình sẽ lật ngược cái đèn này xuống cho cái đèn này nó cách thì vừa cách cái tường ra vừa cách cái cách này ra nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ copy xuống dưới cuối phòng này. Ở đây là 4m2, chúng ta sẽ được 4 cái, 4 thì 3 gạch đúng không anh? 4 thì 3 gạch. Đó, tí nữa thì anh sẽ đếm cái số đèn mà em bố trí nhé, xem số đèn anh bố trí nó gấp đôi số đèn của em không? Thế này nha, đến cái đây là cái đoạn mà đoạn giao của cái chân thạch cao, chúng ta phải dừng lại. Được chưa? 2 gạch, chuẩn luôn. Đó, tiếp theo, cuối cùng này chắc là khoảng 3 gạch. 2 gạch, vẫn chỉ có 2 gạch thôi. Đó. Và cái này chúng ta xóa bỏ đi, không cần, bởi vì là nó vướng vào cái tủ rượu chúng ta rồi, không cần cái đèn này nữa, bởi vì là nếu mà xét về ngoài đời thực thì nếu mà chúng ta lắp đèn đây thì đèn này nó cũng chả, nó cũng bị vướng vào cái tủ rượu rồi. Đó, các bạn tiếp theo chúng ta sẽ chọn 4 cái này để chúng ta xóa bỏ cái chuôi đèn đúng không anh? Make unit nó đúng không? Và trong group này make unit tiếp, và bây giờ chúng ta sẽ xóa bỏ cái đấy. Rồi bây giờ em thấy chưa? Bài này của em sử dụng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 cái đèn. Mà bài của anh sử dụng mấy cái đèn này? Anh sử dụng bao nhiêu cái đèn đây? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 cái đèn. Đèn quá nhiều. Không có một cái nhà nào mà thực tế nó lắp nhiều đèn như này. Cái này nhiều đèn này chỉ có sân bay thôi. Đó, chỉ có là một khu công nghiệp, nó nhà này lắp 31 cái đèn, khả năng là cái nhà này sâu 20 mét
Đấy. Đó. Chúng ta vừa phải áp dụng, chúng ta vừa phải đúng đúng. Nó phải thực tế anh ạ. Đó. Nó phải, thứ nhất là nó phải thực tế. Thứ hai là chúng ta phải án được là nếu mà chúng ta không chia trần như như cái kiểu vừa nãy, chúng ta không chia trần như cái kiểu vừa nãy thì chúng ta chia, ví dụ chúng ta không chia trần chẳng hạn, chúng ta chỉ là một trần phẳng đi, một cái trần phẳng là chúng ta chia bao nhiêu cái điểm. Ví dụ em không bằng em đây, ví dụ anh cầm giả sử đây là một cái trần phẳng đi, không giật cấp đi, thì chúng ta cũng chia được như này đẻ này thôi đó. Và tại sao mà khi mà chúng ta làm cái trận như này mà chúng ta lại chia nhiều đèn hơn, tại sao như vậy? Chúng ta phải xem lại anh nhá. Rồi bây giờ chúng một cái trận này lên được chưa? Đây, bây giờ trận này nó sẽ gần gần cái này đi đó, cách cách xa cái đây cái phần gỗ này nó chưa được thẳng nhìn nó hơi khó chịu, đi em phải đổi lại. Đó. Đổ lại cho nó đỡ khó chịu đi. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt. Cắt nha. Rồi. Đó. Cái sofa này. Bởi vì khi chúng ta cắt tường, cái sofa cắt vào sofa nó ẩn nó đi. Ẩn luôn. Nha, ẩn luôn. Không có view nhìn cái sofa được. Bởi vì là khi mà chúng ta ở ngoài đời thực thì chúng ta cắt một cái tường đấy thì làm sao mà chúng ta nhìn được cái sofa nữa, cái góc chúng ta phải render đúng cái góc nhìn ở ngoài đời thực tế mà chúng ta làm. Anh hiểu không? Ở ngoài đời thực chúng ta làm nhìn góc view đây, ví dụ ảnh em vừa làm đây, ngoài đời thực cái view chúng ta nhìn thấy nó như ngoài đời thực như thế thì nó như nào thì chúng ta phải làm như thế. Bởi cũng cái này vậy, ta nhìn ở góc góc TV này làm sao mà chúng ta có cái góc nào nữa mà chúng ta có thể nhìn thấy cái sofa nữa, đúng không? Trừ khi cái sofa đặt giữa nhà thì chúng ta có thể nhìn thấy cái lưng của sofa anh nhá. Trừ khi chúng ta đặt cái sofa giữa nhà thì may ra chúng ta nhìn thấy cái lưng của sofa, còn mở cái ngoài nhà thì sofa chúng ta đặt sát cái tường mà sao mà chúng ta có thể nhìn được cái lưng sofa được nữa. Đó. Đó. Cảm giác nhà này rất là. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhá, để cho góc view nhá. Đó, cho góc view này được chưa? Và render thôi, mà render mấy cái vân gỗ thì đang không đẹp lắm. Cái phần dựng hình cũng là rất là quan trọng để cho một cái nhà của mình nó đẹp đẹp này. À, anh thấy chưa? Và phát thấy cái ánh sáng của nó loạn luôn này. Anh sợ luôn không? Đơn giản thôi, cho cái 50 đấy, cho cái 50 phát nó khác hẳn luôn đó. Sau khi cho cái 50 bật CPM lên đó, bởi vì đây là một cái góc view mà chúng ta nhìn thấy cái khoảng tường nó rất là hình chữ nhật dài, chúng ta phải trở về và ultra nhé anh nhá. Đó, xong rồi chúng ta vừa học cái setting nội thất chưa, chúng ta sẽ bỏ cái setting nội thất vào đúng bài đấy, nội thất vào setting một cái vật liệu này, nhỏ đi, setting mấy cái vật liệu này cho nó về hoa 30, 30 rồi đúng không? Nhưng mà cái vân gỗ này xấu quá, không được đẹp. Cái robot này không được, nó bị, nói chung là nó xấu. Bằng cách là tất cả cái vân gỗ anh thấy không đều component đúng không, kiểu như là mình chỉ sửa một cái tất cả cái thay đổi đúng không anh. Đây có cái mẹo là như này thì mình chọn tất cả cái component này, mình export nó hết ra đi, phá khối á, mình đổ lại đấy, thì em thì cái vân gỗ thì nó tương tất hơn hẳn đúng không đó. Đó, mà cái này mình cũng thế, mình phá khối đi. Đó, phá khối đi, phá khối đi, export ra cái đó, anh nhìn cái vân gỗ thì nó không bị lặp lại đúng không anh? Em hút lại cái vân đầu tiên của nó mà. Có nghĩa là cái tấm, có nghĩa là cái vân của nó đầu tiên nó sẽ giống nhau hết. Nhưng mà em phá khối ra không, em đổ lại thì cái vân nó sẽ chạy lên lên một mạch luôn. Là như vậy.
Đó. Và bây giờ mình sẽ xét thêm một tí nữa là cái chuyện chân này. Mình đổi một chút cái gọi là led đi. Đấy, chưa? Đó. Có thời gian thêm thì mình lắp cái bàn chân hoặc là cái đèn chân chẳng hạn. Không, em thích con mắt để em quay. Không, chuột trái rồi mà. Thì mình chỉ cần chuột trái nó đứng yên cho mình mà. Đó, thấy chưa? Không, vẫn lên cao thấp được mà. Hay là anh lúc anh quay anh sử dụng cái con lăn ở giữa đúng không? Thế thì nó chẳng thế. Còn cái anh cái con mắt này thì anh đứng yên và anh chỉ có nghĩa là anh đứng yên một chỗ thôi. Có góc nhìn thì anh có thể thay đổi. Cái này cũng là một cách để mà chúng ta sử dụng trong cái. Đương nhiên rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hoặc là anh có thể tăng cái phần zoom này lên 70 để một cái không gian nhà của anh rộng hơn, cái góc nhìn anh rộng hơn thì mình quay nó dễ dàng hơn. Chứ bình thường là góc nhìn của mình có 35 thôi nhá. Thì nhìn chúng ta nhìn cái đồ vật nó, cái không gian nó rất là bé, đúng không anh? Mình tăng cái zoom mình lên khoảng 70 đi. Đó, cái góc nhìn chúng ta sẽ rộng hơn khoảng 70. Đấy. Được chưa? Cái này phải học mới biết. Nó sao phải học, làm nhiều mình biết. Thứ nhất, cái nào mình vào mình áp dụng mình nhớ luôn, cũng vẫn phải có thực hành, hành tất nhớ luôn đó. Bây giờ sang cái tiếp nha. Rồi đây cái video được chưa, lưu lại đó, lưu lại đấy. Khi mà anh thấy không, khi mà em lưu lại cái scene này thì cái nét của mình lại đậm đúng không anh? Bây giờ mình tắt bỏ đi, xong rồi mình vào cái phần scene là một lưu mình chuột phải mình update nó. Thì bây giờ là tất cả những cái nét của mình khi mà mình lưu thêm một cái scene mới thì nó sẽ không nhìn thấy nữa đấy. Có nghĩa là khi mà anh lưu đúng không, lưu lưu scene xong rồi, xong rồi thì vào đây nó bị nét đậm thì mình tắt bỏ cái nét đậm này đi, bắt đầu mình update lại cái phần vừa chỉnh đó, update lại thì nó sẽ không bị ok là được. Xong rồi bây giờ kiểu là mình có làm tạo một cái scene nào khác nữa đi, em ví dụ em tạo một scene nào khác đi, em tạo một scene scene này nữa đi. Đó, scene này em sẽ diễn một cái scene nhá, diễn diễn họa một cái nhá, phần này năm năm này diễn họa một cái kiểu như zoom gần vào cái đối tượng cái này đi. Đó, xin đối tượng này sẽ căn chỉnh một tí này. Đó. Cái tranh này không sát vào tường thì pháp biết. Tranh này chưa chạm vào tường thì pháp biết luôn. Đó. Cái đơn nhiều phải hiểu luôn mà. Căn chỉnh nó một tí này. Và bây giờ thì em muốn zoom cận cảnh. Zoom cận cảnh cái đối tượng này. Và cái này đi. Đặt phiên view lên khoảng 13 đi, tắt autofocus đi, để xem cái đối tượng nó chiếu vào này. Đó, rồi em sẽ lưu cái scene này lại, lưu lại. Đó, bây giờ anh thấy không, cái scene thứ hai mình vừa lưu này, đó, cái căn phòng mình nó vẫn 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 tắt bỏ cái profile, anh thấy chưa? Nghĩa là khi mình mới lưu một scene đầu tiên là mình tắt bỏ cái không, mình update thì có nghĩa scene bắt đầu xin sau ạ, mình sẽ không cần phải phải làm thế nữa. Đó, bây giờ mình quay trở lại cái scene 1 nha. Scene 1 thì mình phải chuyển lại về cái Ultra này, này 65 này, tắt bỏ cái view này thì chúng ta được cái góc view bình thường như ban đầu. Được chưa ạ? Và mình render nhá. Đó, thế thì ánh sáng nó đều chưa? Ánh sáng đều hơn chưa? Nói chung là anh quên thì xem lại video kỹ của em một tí. Các bước của em chỉ có, nói chung là từ bước này đến bước khác nó không có thêm bước nào khác cả. Đó. Đó, mình chuyển sang scene thứ hai nhá. Scene thứ hai render diễn một tí đi. Đó. Custom này tăng lên mắt này. Có cất lên khoảng 20.
đó render đi đó đó ngon lành chưa anh đó. Em bảo rồi, khi mà em thấy cái setting của anh, cái màu sắc của anh hay là cái thông số của anh làm thì em đã thấy là nói một trong hai câu sẽ không thể nào mà anh có thể hiểu hình dung được ra hết được luôn. Nó mới phải có giáo trình là học lần 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 đó. Bây giờ thấy không, khi mà mình 49 điểm mà bài mình vẫn tối thì mình tăng lên 51% này đó, vẫn tối nữa mình tăng lên 52%. 52% là quá lắm rồi anh thấy đúng không? Đó, hết ít khi kiểu em tăng lên nó kiểu khi làm mình trí đèn, nhưng mà bài đấy nó kiểu trần nó cao quá như nào đó, hoặc là cái vật liệu tối quá, thành ra là mình phải tăng lên 52% để cho người ta nhìn thấy rõ với vật liệu của người ta đó. Như vậy là xong rồi. Đây đấy là em một chưa setting cái sàn nữa, hay là mải mải hướng dẫn này chưa setting cái sàn nữa, nó sàn nó bóng bóng hết luôn, có thể đi đó, nó bóng lên một tí đi đó, nhìn nó còn chân thực hơn nữa. Ok đó, mình sao nó có bóng một tí, hoặc thêm một chút đèn led ở phía dưới này này, và thêm một chút đấy co rượu các thứ tùm lum này, là bài mình nó tươm tất hẳn luôn đó. Đây cho anh xem những cái sản phẩm của em đó, select một tí. Em thực ra thì bố trí đấy thì nhiều nhiều anh nhiều anh ơi, em làm nhiều lắm anh ơi, em làm cực nhiều luôn. Ưng cho anh nhìn, ưng cho file đấy ở nhà nào ta? Chứ lại em còn làm rượu này, nhìn ưng luôn chứ không thật chứ. Chỗ em làm nhiều thể loại lắm, rồi không thiếu cái gì, nói chung nội thất làm hết, thiếu cái gì. Đấy, có cần kiểu thờ liên quan. Nói chung chả nhà nào giống nhà nào đâu anh ạ. Nói chung là cơ bản là cái anh văn quan trọng nhiều thì anh sẽ biết thôi. Nói chung gửi lại cho anh hai cái ảnh vừa nãy là cái nhà nó khác hẳn luôn nhỉ. Gửi lại cho anh. Sợ quê đấy. Quên mất anh ngủ đâu. Anh nhìn chưa, đây là một cái nhà mà em mới thiết kế gỗ đấy. Không, cái này em không gửi sáng này thì vẫn dùng setting bình thường nha, nhưng mà mình thêm cái ánh sáng bên ngoài vào thôi. Nhà này em làm nguyên căn luôn mà, đây em nhìn cái vách TV sợ chưa,
Anh thì bị rộng nhau. Rượu bếp này, bếp người ta thích kiểu tân cổ điển này. Đó, bếp ta chuyên tâm phòng sinh hoạt chung người ta này. Phòng ngủ này, phòng ngủ mà thích thích người ta thích làm kiểu kết hợp với cả tivi này đó, em cũng thiết kế luôn, thích thì chiều đó, cứ từ năm đến cứ từ năm sớm là chiều hết. Kiểu như nhiều xưởng người ta sẽ thiết kế vali anh, sau đôi khi có những cái xưởng em gặp rồi thiết kế vali xong rồi đẹp quá, nữa báo giá một khách đắt quá người ta lại không trả, người ta tìm cách người ta sủi người không làm nữa, người ta đi tham khảo xưởng khác á. Xong rồi em chừa luôn, nên bây giờ em cứ 50% hoặc là 50% hoặc là 100% bay ra trước, không thôi không thiết kế. Mình đâu phải thiếu đâu, mình đâu phải thiếu xưởng làm đâu, mà mình phải tiếp một vài xưởng như này. Đấy, được rồi đấy. Bây giờ em cúp. Ê, bây giờ em phải làm việc thôi. Xong em gửi anh rồi đấy. Xong rồi buổi sau thì em sẽ dẫn nốt cho anh về cái một chút phòng ngủ và phòng khách. Buổi sau cũng khá là căng đấy. Buổi sau thì nó sẽ là bài tập này. Đó. Theo bài tập này em bố trí đèn giống như cái trần vừa nãy anh làm, nhưng bố trí đèn em nhìn tinh tế hơn hẳn, không nhiều nhưng mà ánh sáng thì nó vẫn là hài hòa, anh thấy không? Đó đấy. Đó phòng ngủ rồi, em xin kết thúc video đây. Thì cái video hôm nay học thì em có thể gửi lại cho anh sau nhé, anh cứ lên cái link trên YouTube của anh ạ, à, YouTube mà khóa cung cấp anh sẽ thấy vào buổi số 3 này nhé. Bây giờ em sẽ ngồi sẽ chỉnh cái video vừa nãy em làm cũng như là làm việc lúc còn lại của em này, em nhiều quá. Em chào anh nha.